Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 25, nói và nghe, kể chuyện hai anh em. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau vào bài học nhé. Yêu cầu số 1 như sau. Dựa vào câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh. Đây là các bức tranh trong bài kể chuyện hai anh em. Tranh 1, tranh 2, tranh 3 và tranh 4. Các em hãy quan sát 4 bức tranh và cho cô giáo biết trong tranh chúng mình thấy những ai. Trong bức tranh chúng mình nhìn thấy hình ảnh anh và em đấy. Đây là hình ảnh anh, còn đây là hình ảnh người em. Người anh mặc áo màu cam, còn người em mặc áo màu xanh đấy. Vậy em hãy cho cô giáo biết trong tranh vẽ những gì? Trong bức tranh vẽ hình ảnh cánh đồng. Ở cánh đồng có hai đống lúa đấy. Và trong bức tranh thứ ba, thứ hai, thứ ba và thứ tư thì có thêm hình ảnh ông Trăng vào buổi tối đấy. Các em hãy cho cô giáo biết đâu là đống lúa của người anh, đâu là đống lúa của người em. Đây, bên tay trái là đống lúa của người anh, còn bên tay phải là đống lúa của người em đấy. Câu chuyện nói tới sự việc gì? Các em ạ. Câu chuyện nói đến sự việc anh và em cùng gặt lúa và chia lúa đấy các em. Vậy cụ thể nội dung của từng tranh như thế nào? Chúng mình sẽ cùng nhau dựa vào câu hỏi gợi ý để đoán nội dung của từng bức tranh nhé. Câu hỏi gợi ý ở bức tranh thứ nhất. Lúc đầu hai anh em đã chia lúa thế nào? Chúng ta dựa vào câu hỏi gợi ý thứ nhất ở bức tranh 1. Chúng ta thấy ở trong bức tranh 1, chúng mình đoán xem nội dung của bức tranh là gì? Đáp án của cô như sau. Nội dung của bức tranh 1 đó là vẽ cảnh hai anh em chia lúa đấy. Tiếp tục quan sát bức tranh thứ hai. Câu hỏi gợi ý dưới bức tranh thứ hai như sau. Người em nghĩ gì và chia lại lúa ra sao? Vậy dựa vào câu hỏi gợi ý này, chúng mình đoán xem nội dung của bức tranh 2 là gì? Đáp án của cô như sau. Nội dung của bức tranh 2 đó là vẽ cảnh người em nghĩ tới anh và mang phần lúa của mình để sang đống lúa người anh. Tiếp tục bức tranh thứ 3. Quan sát tranh, câu hỏi gợi ý dưới tranh như sau. Người anh nghĩ gì và đã làm gì để chia lại lúa? Các em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi nhé. Mời các em trả lời câu hỏi nào. Đáp án của cô như sau. Dựa vào câu hỏi gợi ý ở bức tranh thứ 3, chúng mình đoán nội dung của tranh 3 như sau. Tranh 3 vẽ cảnh người anh nghĩ tới em và mang phần lúa của mình để sang đống lúa của người em. Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh thứ 4. Câu hỏi gợi ý dưới tranh như sau. Vì sao hai anh em đều xúc động? Chúng mình hãy dựa vào gợi ý này để đoán xem nội dung của bức tranh thứ 4 là gì nhé. Đáp án của cô như sau. Nội dung của bức tranh thứ 4 vẽ cảnh hai anh em xúc động, ôm lấy nhau khi biết chuyện, cả hai đều thương nhau và biết nghĩ cho nhau đấy. Như vậy vừa rồi, dựa vào câu hỏi gợi ý dưới 4 bức tranh, chúng mình đã đoán được nội dung của 4 bức tranh rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau nghe cô giáo kể lại câu chuyện hai anh em nhé. Hai anh em ở cánh đồng nọ,
có hai anh em cày chung một đám ruộng. Ngày mùa đến, họ gặt lúa và chất thành hai đống bằng nhau, để cả ở ngoài đồng. Đêm hôm ấy, người em nghĩ, anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng của anh, thì thật không công bằng. Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình, bỏ thêm vào phần của anh. Cũng đêm hôm ấy, người anh bàn với vợ, em ta sống một mình vất vả, nếu phần của chúng ta cũng bằng phần của chú ấy, thì thật không công bằng. Thế rồi, người anh ra đồng lấy lúa của mình, bỏ thêm vào phần của em. Sáng hôm sau, hai anh em cùng ra đồng. Họ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai đống lúa vẫn bằng nhau. Cho đến một đêm, hai anh em cùng ra đồng, rình xem vì sao lại có sự kỳ lạ đó. Họ thấy mỗi người đều ôm trong tay những bó lúa định bỏ thêm cho người kia. Cả hai xúc động, ôm chầm lấy nhau. Như vậy vừa rồi, các em đã nghe cô giáo kể lại câu chuyện hai anh em. Bây giờ chúng mình sẽ nghe cô giáo kể lại lần hai, kết hợp quan sát từng tranh nhé. Lần hai, các em nghe cô kể và trả lời câu hỏi dưới bức tranh nhé. Đây là bức tranh số 1. Chúng mình nghe cô giáo kể. Đoạn 1. Hai anh em. Ở cánh đồng nọ, có hai anh em cày chung một đám ruộng. Ngày mùa đến, họ gặt lúa và chất thành hai đống bằng nhau, để cả ở ngoài đồng. Nghe cô kể đoạn 1. Quan sát bức tranh số 1. Trả lời cho cô giáo câu hỏi sau. Lúc đầu, hai anh em đã chia lúa thế nào? Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta suy nghĩ và trả lời câu hỏi ở bức tranh 1 nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau trả lời câu hỏi nhé. Đáp án của cô như sau. Lúc đầu, hai anh em đã chia hai đống lúa bằng nhau và để cả ở ngoài đồng. Tiếp tục, chúng mình nghe cô kể nội dung của bức tranh thứ hai. Đêm hôm ấy, người em nghĩ anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng của anh ấy, thì thật không công bằng. Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình, bỏ thêm vào phần của anh. Các em vừa nghe cô kể lại nội dung của bức tranh thứ hai. Trả lời cho cô câu hỏi sau. Người em nghĩ gì và chia lại lúa ra sao? Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta trả lời câu hỏi nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau trả lời câu hỏi. Người em đã nghĩ là anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng của anh ấy, thì thật không công bằng. Và như thế, người em đã ra đồng lấy lúa của mình, bỏ thêm vào phần của anh đấy. Tiếp tục chúng mình nghe cô giáo kể nội dung của bức tranh thứ ba nhé. Cũng đêm hôm ấy, người anh bàn với vợ, em ta sống một mình vất vả, nếu phần lúa của chúng ta cũng bằng phần của chú ấy thì thật không công bằng. Thế rồi, người anh ra đồng lấy lúa của mình, bỏ thêm vào phần của em. Các em vừa nghe cô kể nội dung của đoạn 3. Trả lời cho cô giáo câu hỏi sau. Người anh nghĩ gì và đã làm gì để chia lại lúa? Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình trả lời câu hỏi nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau trả lời câu hỏi. Người anh đã nghĩ, em ta sống vất vả một mình. Nếu phần lúa của chúng ta cũng bằng của chú ấy, thì thật không công bằng. Nghĩ thế, người anh đã lấy lúa của mình để bỏ thêm vào phần lúa của em.
Như vậy chúng mình đã trả lời được câu hỏi ở bức tranh thứ 3 rồi đấy. Tiếp tục chúng mình nghe cô kể nội dung của bức tranh thứ 4 nhé. Sáng hôm sau, hai anh em cùng ra đồng. Họ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai đống lúa vẫn bằng nhau. Cho đến một đêm, hai anh em cùng ra đồng rình xem vì sao lại có sự kỳ lạ đó. Họ thấy mỗi người đều ôm trong tay những bó lúa định bỏ thêm cho người kia. Cả hai xúc động ôm chầm lấy nhau. Vừa nghe cô kể nội dung của đoạn 4, cho cô biết vì sao hai anh em đều xúc động. Cô mời các em bấm dừng hình để chúng ta trả lời câu hỏi nhé. Mời các em quay trở lại màn hình nào. Chúng ta trả lời câu hỏi như sau. Hai anh em cảm thấy đều xúc động vì ai cũng thấy mình đang nghĩ cho người khác và hai anh em đều biết nghĩ cho nhau và yêu thương nhau, biết nghĩ cho anh và cho em đấy. Cho nên hai anh em đã rất là xúc động và ôm chầm lấy nhau. Như vậy vừa rồi, chúng mình đã nghe cô giáo kể lại nội dung của từng đoạn của câu chuyện và đã trả lời được câu hỏi dưới các bức tranh rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần 3 nhé. Phần 3 yêu cầu như sau, chọn kể 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh. Đây là 4 bức tranh tương ứng với 4 đoạn trong câu chuyện hai anh em. Các em hãy chọn kể 1 hoặc 2 đoạn cho người thân hoặc bạn bè của mình nghe nhé. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong việc đầu tiên, đó là nói và nghe. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần vận dụng. Yêu cầu của phần vận dụng như sau. Kể cho người thân nghe những sự việc cảm động trong câu chuyện hai anh em. Để chúng mình có thể kể được cho người thân nghe những sự việc cảm động trong câu chuyện hai anh em, thì các em phải xem lại các bức tranh minh họa và câu hỏi dưới mỗi bức tranh. Nhớ lại những hành động, suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật anh và em trong câu chuyện hai anh em. Nhớ lại khi nghe cô giáo kể chuyện, sự việc nào làm em cảm động nhất? Em hãy kể lại các sự việc cảm động đó trong câu chuyện để cho người thân được biết. Như vậy, sau khi kể xong, chúng mình có thể trao đổi với người thân của mình về việc làm của hai anh em trong câu chuyện và nêu ý nghĩa của câu chuyện. Sau đó, chúng mình sẽ lắng nghe ý kiến của người thân sau khi mình kể chuyện nhé. Các em ạ, chúng mình thấy câu chuyện hai anh em đã giúp cho chúng ta hiểu được rằng tình cảm anh em trong gia đình luôn luôn biết quan tâm, chăm sóc và nghĩ đến nhau đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.